Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới nhất, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Tình hình hiện tại của đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đang hết sức rối ren. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ một tờ báo Tân Hoa Xã, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, biết chi tiết về trận động đất nêu trên như sau. Vị trí trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra một quả núi thuộc tỉnh Vân Nam, nơi giáp ranh với biên giới của Việt Nam. Tuy nhiên thì trận động đất trên không làm ảnh hưởng gì tới đất nước Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất trên ở độ sâu 2 km trong lòng đất. Trận động đất xảy ra trong đêm khiến cho nhiều người bị hốt hoảng, không biết chuyện gì đang xảy ra khi mà nhà cửa bị rung lắc, đồ đạc trong nhà bị xô lệch. Những vùng sát với trận động đất trên đã bị đất cát vùi lấp. Trận động đất diễn ra trong bối cảnh đất nước của Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa to đến rất to, kèm theo bão lũ, lũ quét, sạt lở vòi rồng, khiến cho cảnh tượng ngập lụt vô cùng bị thê thảm như ngày tận thế. Hiện thì các lực lượng cứu trợ cứu nạn và cấp cứu khẩn cấp của Trung Quốc đang cho đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt và bị mất tích. Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, theo những hình ảnh và những đoạn clip mà tờ báo Tân Hoa Xã cung cấp, thì trận động đất trên đã làm cho lũ ống, lũ quét từ thượng nguồn đổ về con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mê Công biến thành những cơn sóng thần cao từ 3 đến 5 mét. Nhấn chìm rất nhiều bờ đê khiến cho một số tỉnh thành như Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hồ Nam, trong đó có Vũ Hán là một trong những tỉnh bị vùi lấp thiệt hại rất nặng nề. Theo Cục Thống kê Nhanh của Nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến nay, mưa lũ đã xuất hiện ở Trung Quốc gần 3 tháng nhưng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện tại thì tình hình vẫn đang hết sức căng thẳng. Đứng trước tình hình đó thì chính phủ của Bắc Kinh đã phải mở kho lương thực dự trữ quốc gia để cứu trợ cho những người dân Trung Quốc đại lục. Có một tin được cho là rất xấu đối với các quan chức của Trung Quốc khi hôm qua rất nhiều nước trên thế giới nói rằng sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh. Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc hãy trừng phạt Trung Quốc vì tội lỗi của Bắc Kinh gây ra cho hành tinh này là không thể dung tha và chấp nhận được. Kính thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, trong bản tin thời sự tối ngày hôm qua cho biết, tình hình mưa lũ tại đất nước này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, thì những trận mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh, cùng thành phố Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồ Bắc trong một vài ngày tới. Đây là một tin được cho là vô cùng đau buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì mưa lũ trong suốt hơn 3 tháng vừa qua vẫn chưa chấm dứt. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác. Năm nay là một năm đại họa, cho nên Trung Quốc đón nhận những điều đau thương là hoàn toàn đúng. Các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc trong lịch sử chưa bao giờ có một năm nào tồi tệ như năm nay. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đang gặp những điều tai ương vạ gió đến từ thiên nhiên và từ dịch bệnh. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang dội lên chính quyền của ông ta khi mà ông ta vẫn đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Kính thưa quý vị, ngoài những thông tin về động đất, sóng thần, vỡ đê, vỡ đập và lũ quét, sạt lở ở Trung Quốc thì tình hình Biển Đông cũng đang được cho là vô cùng phức tạp. Nguyên nhân ban đầu vẫn là do phía Trung Quốc gây ra, khi mà hôm qua tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đã phát động cho một cuộc tập trận với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Quân đội của Bắc Kinh đã điều 2 con tàu sân bay Liêu Ninh cùng với Sơn Đông dẫn theo đằng sau là rất nhiều con tàu hải cảnh, tàu dân phòng, tàu dân binh mang theo rất nhiều những tên lửa và vũ khí hạng nặng tiến sang ngoài Biển Đông để bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa, thị uy sức mạnh và dương oai với các nước trong khu vực. Tình hình của Trung Quốc đang gây ra cho Biển Đông là vô cùng quan ngại cho khối ASEAN. Ngay lập tức thì khối ASEAN đã tiến hành các cuộc họp cấp cao để đưa ra những phương án ngăn chặn kịp thời sự bành trướng, ngông cuồng, bắt nạt của chính phủ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì Biển Đông liên tục bị đe dọa bởi chính quyền và ông Tập Cận Bình đã tự vẽ ra những con đường lưỡi bỏ và tự thừa nhận con đường lưỡi bỏ này. Nếu như chúng ta search trên Google thì sẽ ra 1 triệu kết quả chỉ trong vòng có 2 giây. Nhưng kết quả này cho thấy có đường lưỡi bò của phía Trung Quốc liếm trọn gần 90% diện tích trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố rằng đây là vùng biển của Bắc Kinh và nếu như tàu thuyền nào, tàu chiến nào của nước ngoài xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò thì đều bị đánh sập.
Hãng tin CNN của Mỹ đã tố cáo người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, khi mới đây bà ta đã dám phát biểu rằng đường lưỡi bỏ hoàn toàn là của Trung Quốc. Đề nghị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới tôn trọng lãnh hải trong phạm vi đường chín đoạn này. Bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ ai, bất kỳ nước nào đem tàu đánh cá, tàu chiến, tàu chở hàng hay khai thác dầu khí trong phạm vi đường lưỡi bỏ thì đều bị quân đội của Bắc Kinh đánh sập. Điều này đã gây ra mối quan ngại cho nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Mỹ. Và ngay lập tức, Mỹ đã điều hai con tàu sân bay lớn nhất thế giới của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh. Chính phủ của Mỹ nói rằng vùng biển Trung trên là hoàn toàn của thế giới chứ không phải của riêng Trung Quốc. Và cớ làm sao Trung Quốc lại ngang ngược nhận vơ về tay cho Bắc Kinh? Đề nghị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới phải tẩy chay cũng như là lật tẩy những âm mưu thủ đoạn của chính quyền ông Tập Cận Bình. Đề nghị chính quyền của ông Tập Cận Bình phải rút ngay tàu chiến và giàn khoan ra khỏi vùng biển này, nếu không thế giới sẽ ra tay trừng phạt. Kính thưa quý vị, trong những năm vừa qua, giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục xảy ra những xung đột trên tất cả các mặt trận, kể cả từ kinh tế, chính trị, xã hội và các vùng biển thời Tổng thống Mỹ trước đây như ông Bush, Obama, thì nước Mỹ không quan tâm tới Biển Đông. Họ chỉ quan tâm tới chiến trường Trung Đông. Nhưng từ khi mà ông Donald Trump và ông Biden lên nắm chính quyền Nhà Trắng thì Biển Đông được Hoa Kỳ rất coi trọng. Đây là một trong những lý do vì sao mà hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ liên tục xuất hiện tại vùng biển này để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Đồng thời gửi cho Bắc Kinh một thông điệp cứng rắn rằng vùng biển này hoàn toàn là của thế giới chứ không phải là của Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc phải tôn trọng lãnh hải, lãnh thổ các nước trong khu vực và tôn trọng Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, đề nghị chính phủ của Bắc Kinh không nên gây hấn, bành trướng, bắt nạt. Nếu không thì cộng đồng trên toàn thế giới sẽ bắt chặt tay nhau trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, dạy cho Trung Quốc một bài học sâu sắc vì tội xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng Biển Đông là một trong những vùng biển cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ là tuyến hàng hải huyết mạch trên toàn thế giới, mà nó là lá chắn quân sự cho các nước trong khu vực, đặc biệt là cho Việt Nam và Trung Quốc. Thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã chiếm được đảo Hải Nam hay còn gọi là thành phố Tam Á. Bây giờ Trung Quốc đang cho xây dựng rất nhiều các căn cứ quân sự ở đây để làm bệ phóng cho các tên lửa và trạm radar, hòng khống chế khu vực này. Trung Quốc còn đang nhem nhe xây dựng thêm một hòn đảo nhân tạo tại vùng biển này để thách thức thế giới. Đây chính là âm mưu thủ đoạn mà chính quyền của ông Tập Cận Bình vạch ra cho Trung Quốc đại lục. Ông Tập nói rằng muốn Trung Quốc trở thành siêu cường số 1 trên thế giới, đầu tiên phải lấy được Biển Đông, sau đó là lấy biển Hoa Đông và một phần lãnh thổ của Triều Tiên, Ấn Độ, Myanmar, của Lào và của Nga. Đây chính là lý do vì sao mà thế giới nói rằng Trung Quốc là tội đồ trên toàn thế giới. Và nếu như con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ thì sẽ san phẳng Bắc Kinh. Khi đó thế giới mới được bình yên, còn con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc chưa vỡ thì thế giới vẫn còn có sự xáo trộn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đứng là một nước quá tham lam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là ủ rất nhiều âm mưu để thôn tính các nước trong khu vực. Tờ báo quốc tế đã vạch trần tội ác của Trung Quốc khi Bắc Kinh nói rằng sẽ khống chế khu vực Hồng Kông và Đài Loan trở thành Trung Quốc đại lục. Ông Tập Cận Bình trong một bài phát biểu với quân đội nhà nước, Trung Quốc nói rằng sẽ dùng vũ lực hoặc thậm chí có thể nổ súng để thu lại Đài Loan và Hồng Kông trở vào với Trung Quốc đại lục. Khi đó thế giới mới kính nể Trung Quốc và Trung Quốc mới làm bá chủ của thế giới được. Và nếu như Trung Quốc mà số 2 thì không có nước nào là số 1. Trung Quốc số 1 rồi thì tất cả sẽ bị phụ thuộc và phục tùng Bắc Kinh mà thôi. Đó là lời phát biểu của người đứng đầu Trung Quốc hay còn gọi là lời thách thức của Trung Quốc đối với cả thế giới. Và chắc chắn trong một vài ngày nữa, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước lớn ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, trong đó có khối ASEAN sẽ phải lên tiếng. Bởi vì thế giới sẽ không bao giờ để cho Bắc Kinh làm loạn và liên quan tới những vấn đề trên. Chúng tôi cũng sẽ liên tục thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin được kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.